Xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại bản tin tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Team xin gửi tới toàn thể các chị em phụ nữ lời chúc ngọt ngào, lời yêu thương nồng thắm nhất. Chúc toàn thể chị em luôn hạnh phúc, xinh tươi và ấm áp bên người thân và gia đình. Chúc một nửa thế giới của chúng ta luôn luôn tỏa sáng, rực rỡ và thành công. Xin chúc mừng ngày 20 tháng 10. Chúng ta trở lại với bản tin hôm nay. Bản tin tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10. Đầu tiên chúng ta cùng view lại VNi trong cái tuần vừa qua. Và thứ hai chúng ta cùng đưa ra các cái nhận định cũng như phân tích và các kịch bản cho VNi thời gian tới, tuần tiếp theo, đồng thời phân tích một số cổ phiếu tiềm năng và có khả năng bùng nổ hoặc dẫn sóng trong thời gian tới. Theo bản tin tuần vừa qua cũng như view cho bạn trong thời gian vừa qua thì vẫn nhận định là VNi đoạn này hiện tại là vẫn trong kịch bản sideways biên 1270 đến 1290. Và cũng lưu ý kịch bản chúng ta trong cái thời gian vừa qua, tức là dự phóng khi test về cái ngưỡng 1270 khả năng sẽ có cái phiên hồi trở lại quanh 1200 9x, và cái điều kiện để vượt 1200 9x hoặc 1300 thành công đó là áp lực bán ở vùng 1300 nó phải giảm cùng với dòng tiền phải tiếp tục tham gia. Thì cái phiên thứ sáu vừa qua chúng ta thấy là VNi tiếp tục là một khi tiệm cận đến cái vùng cao nhất đó là 1294,1 thì đã xuất hiện các rung lắc trở lại. Và chúng ta cùng đánh giá cũng như là phân tích xem là khả năng VNi có vượt được 1.300 trong thời gian tới nữa hay không. Cái bản tin nhận định cũng view cho team khách hàng trong cái phiên thứ sáu tuần vừa rồi thì team cũng nhận định là VNi của chúng ta khả năng tiệm cận đến vùng 1.300 sau đó tiếp tục lại rung lắc. Thì bản tin mọi người cùng theo dõi. Diễn biến phiên VNi tiếp tục trạng thái giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.207x, tuy nhiên gần về cuối phiên lực cầu bắt đáy tham gia mạnh kéo chỉ số VNi đảo chiều tăng điểm và đóng cửa trong sắc xanh. Dự kiến ngắn hạn VNi tiếp tục sideways bên 1207x đến 1209x, lực bán có thể quay trở lại khi VNi tiệm cận vùng kháng cự quanh ngưỡng 1300 điểm. Điểm tích cực là dục tiền quay trở lại nhóm banh và lan tỏa sang các nhóm khác như nhóm bất động sản và chấm dứt chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp của sóng này. Giai đoạn sideways, nhà đầu tư nước sóng có thể áp dụng chiến thuật mua hỗ trợ và bán kháng cự. Nhà đầu tư trung hạn không nước sóng tiếp tục nắm giữ sell trend, ưu tiên các cổ phiếu thu hút dòng tiền khỏe thời này. Đấy thì như view cho mọi người thì khả năng cao khi mà tiến đến các vùng kháng cự 1300 thì lực bán có thể tiếp tục quay trở lại và VNi thì dự kiến là gì vẫn tiếp tục sideways quanh biên 127x và 129x. Và nhà đầu tư khuyến cáo ta là đối với nhà đầu tư lướt sóng chúng ta có thể là mua hỗ trợ và khi tiến đến vùng kháng cự 129x thì chúng ta có thể lướt hoặc chúng ta bán ra và chờ đợi chúng ta mua vào và chỉ ưu tiên các cổ phiếu mà dòng tiền khỏe. Thì trong cái tuần vừa qua chúng ta thấy là cái nhóm banh vẫn tiếp tục là một nhóm mà gì được đại diện trong cái nhóm dòng tiền rất là tốt trong thời gian vừa rồi. Còn bất động sản thì chỉ có một phiên như phân tích cho các bạn trong cái phiên live trước cũng như phân tích cho ông ta là cái phiên bất động sản thì khả năng chưa có đáy và chỉ là các phiên sau phiên hồi trở lại sau một quá trình giảm. Như vậy bất động sản chúng ta vẫn phải là chờ đợi thêm quá trình tạo hoặc test đáy hai thì sau đó chúng ta mới có điểm mua mới trong vòng tới. Còn với các cổ phiếu nhóm banh là các cổ phiếu mà đã có cái trend tăng về trung hạn nên là ngắn hạn thì cái rung lắc đều là cơ hội để chúng ta mua thêm. Thì trong mấy tuần vừa qua có STB là có hai cái phiên bứt phá rất là mạnh từ cái ngưỡng STB từ ngưỡng 33 mà lên ngưỡng tận 36 ngay trong hai phiên dịch cũng tiên phong banh cũng tương tự như vậy. Rất nhiều cổ phiếu banh đã có những cái phiên bùng nổ rơi vào phiên thứ năm và phiên thứ sáu tuần vừa rồi. Như vậy là chúng ta vẫn thấy là nhóm banh vẫn là cái nhóm mà đại diện tương đối tốt và dẫn dắt chỉ số trong thời gian vừa qua. Còn lại đa phần các cổ phiếu khác thì loanh quanh vùng tích lũy hoặc điều chỉnh nhẹ. Bất động sản thì có một phiên tăng, tuy nhiên thì vẫn chưa tạo đáy và đang quay trở lại test. Nếu mà test thành công cái điểm thấp nhất trong thời gian vừa rồi hoặc là test thành công cái đáy hay chúng ta mới có đáy của bất động sản trong cái thời gian tiếp theo. Trong cái tuần vừa rồi cũng xuất hiện một số các cái nhóm cổ phiếu mà có tín hiệu mà ra báo cáo tài chính, chúng ta cùng phân tích và điểm tin lại các cổ phiếu này xem dòng thớ có cơ hội đầu tư đối với cổ phiếu này hay không, hoặc là chúng ta có cái đánh giá đối với cổ phiếu này như thế nào. Về giao dịch của khối tổ chức thì chúng ta thấy là cái tuần vừa qua là cái tuần mà bán ròng của khối ngoại khi bán liên tiếp từ cái phiên 11 tháng 10 và đến tận cuối tuần phiên ngày 18 tháng 10. Và tuy nhiên thì các bạn thấy là tốc độ bán ròng đã có xu hướng là gì, nó giảm dần từ đầu tuần sang cuối tuần, nhưng mà điểm tích cực là tự doanh có 3 phiên mua ròng rất là mạnh vào ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu, và đại diện là cũng mua khá là nhiều các cổ phiếu và thuộc cả nhóm banh lẫn một số cổ phiếu nhóm khác. Thì chúng ta thấy là dẫn đến là các nhóm banh hai phiên cuối tuần cũng khá là tích cực, và nhìn chung đây là cái trạng thái giao dịch
về nhà đầu tư nước ngoài và tự doanh và khối tổ chức, thì tự doanh thì có xu hướng chuyển sang là giao dịch mua nhiều hơn trong 2 tuần trở lại đây. Nước ngoài thì tuần này có xu hướng đảo chiều sang bán dòng, nhưng mà cái lực bán cũng nhẹ dần từ cuối tuần. Như vậy là đối với khối tổ chức trong cái tuần vừa rồi thì giao dịch thì về nước ngoài thì thiên về chiều bán, và tự doanh thì vẫn chủ đạo là mua. Còn đối với báo cáo kết quả kinh doanh cũng như thị phần của các nhóm ngành ra vừa rồi, chúng ta thấy là nhóm chứng khoán đại diện là một số công ty có báo cáo cũng khá là tích cực, ví dụ như SSI, HCM, VCI là báo cáo có vẻ là trội hơn so với các công ty chứng khoán khác. Mà đối với HCM và VCI thì chúng ta thấy là trong quý vừa qua thì thị phần hai công ty này như Vietcap ở đây là cái đường màu xanh đấy là bắt đầu leo lên, và đối với HCM trong các quý gần đây thì thị phần bắt đầu cũng leo lên và chiếm lên các bảng xếp hạng. Của SI thì tiếp tục bị tụt thị phần, VBS là top đầu cũng bị suy giảm thị phần ở trong các quý vừa rồi. Còn các công ty chứng khoán khác thì chúng ta thấy là cũng là gần như là cũng dậm chân tại chỗ, không có cải thiện, và chúng ta chỉ thấy hai cái gương mặt mà khá là nổi đó là VCI và HCM. Thì chúng ta cùng điểm tin, cùng nhấn mạnh, cùng điểm tin, cùng phân tích các cổ phiếu này xem là thời gian tới thì các cổ phiếu này liệu có cơ hội đầu tư nào hay không, hoặc là đã lên rồi thì có tiếp tục có cái điểm vào các điểm đầu tư trong thời gian tới hay không. Về trên bảng xếp hạng thì chúng ta cũng thấy là đối với hai công ty như Vietcap hoặc là chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì hai công ty này lần lượt xếp ở vị trí số 4 và ở số 5 trên bảng xếp hạng, khi mà hai công ty này lần lượt chiếm 6,78 và 6,65% trên thị phần. Đây là một cái mức khá là cao đấy. Còn lại các công ty trên thì có VBSSI và TCBS thì xếp vị trí số 1, 2, 3, 4, 5 thì nhường cho Vietcap và HCM, là hai công ty cũng là nằm trong top 10 của các bảng xếp hạng của tuần này. Và chúng ta cùng đến với lại các cái top khác nữa, thì chúng ta thấy là đối với công ty HCM thì trong cái báo cáo quý 3 vừa rồi mới ra báo cáo thì các bạn tăng trưởng của các cái mặt và các cái mảng cũng khá là tốt. Đối với lãi từ các tài sản tài chính thông qua ghi nhận lãi lỗ thì cũng tăng trưởng 108%, một trong quý tăng trưởng rất là tốt đối với công ty VCI, và lũy kế 9 tháng đầu năm tăng trưởng 160% so với lại cùng kỳ. Đây là một tăng trưởng cũng khá là cao. Và cái khoản thứ hai đó là lãi từ khoản đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn, cái khoản này thì có thu giảm một chút, tuy nhiên là cái tỷ trọng mà chiếm vào cái mảng này khá là thấp nên gần như nó không ảnh hưởng nhiều đến cái trọng số của chúng ta. Và cái khoản thứ ba đó là khoản cho vay khoản thu thì tăng trưởng 17%, đạt kỳ này là 206 tỷ doanh thu, và so với kỳ trước là 176 tỷ, và lũy kế 9 tháng tăng trưởng 24%. Các cái mảng khác như doanh thu nghiệp vụ môi giới thì cũng tăng trưởng 14% và lũy kế thì tăng trưởng 40%. Đây là một trong các tín hiệu khá là tích cực đối với VCI, bởi vì rất nhiều công ty chứng khoán thì hiện tại bây giờ đang đánh mất thị phần cũng như là đang bị tụt hạng ở trong bảng xếp hạng, nhưng mà riêng VCI lại tăng trưởng về cái mảng môi giới nghiệp vụ môi giới chứng khoán là một trong điều khá là tích cực. Còn đối với các cái mảng khác như mảng này, tự doanh, đây là chính là cái mảng tài chính thông qua ghi nhận lãi lỗ đấy, và cái mảng nữa là cái mảng gì mảng cho vay cũng tăng trưởng tốt, cho vay tăng trưởng 17%, môi giới tăng 14%, tự doanh tăng trưởng 108%, và tổng lại thì tổng toàn bộ các doanh thu hoạt động của chúng ta tăng trưởng 46% và lũy kế 9 tháng tăng trưởng 62% so với cùng kỳ. Đây là một trong mức tăng trưởng mà khá là tốt đối với các công ty như VCI. Để chúng ta biết là trong cái quý vừa qua là một trong các cái quý mà hầu hết là một thị trường rất là khó, chúng ta cảm giác thị trường rất là khó đánh. Tuy nhiên là đối với lại VCI lại là một trong công ty có mặt tự doanh rất là mạnh, gần như mảng tự doanh hiện tại bây giờ xếp top 1 trong nhóm chứng khoán to, ghi nhận một mức tăng trưởng khá đột biến 108%. Mà sở dĩ có được điều này thì chúng ta thấy là đối với VCI thì trong cái quý vừa qua cái số tăng lên về cái giá trị cho vay tăng từ 7.900 con số đầu năm, 7.900 nó xấp chỉ khoảng độ 8.000 tỷ, thì đến cái thời điểm này nó rơi khoảng trên 10.000 tỷ, lũy kế đến 30/9 tức là hết quý 3 chúng ta thấy là trên 10.000 tỷ rồi. Và cái năng lực cho vay cái khoản này tăng trưởng là 26,5%, như vậy cái mảng cho vay tăng trưởng rất là tốt và rất là bền. Và năng lực cho vay thì chúng ta thấy là hiện tại thì vừa rồi chúng ta mới thông qua nghị quyết đó là gì, free funding, tức là cho nhà đầu tư nước ngoài ký quỹ trước khi giao dịch, thì hiện tại cái khoản mà cho nhà đầu tư nước ngoài vay chúng ta thấy trên báo cáo đối với đến tháng 9 thì vẫn chưa có, và khả năng cao cái khoản này sẽ xuất hiện sau khi cái này chính thức được thông qua vào các kỳ quý 4 tới, cũng vừa rồi được thông qua rồi nhưng mà có hiệu lực áp dụng từ đầu độ tháng 11, nên là quý 4 tới chúng ta sẽ xuất hiện cái khoản doanh thu hoạt động đến từ khoản cho vay nhà đầu tư nước ngoài này. Do đó đây là một trong những mảng mà có tiềm năng tăng trưởng vào khoảng quý 4 tới, thì nên là
Các quý vừa qua thì hầu hết là chỉ cho vay nhà đầu tư cá nhân là chính thôi, hai khoản này cho vay nhà đầu tư trong nước rất là nhiều và vẫn tăng trưởng tốt. Như vậy là về năng lực cho vay của VCI thì chưa hết các bạn nhé, về giá trị cho vay cái quý vừa rồi là lên đến khoảng độ 10, mới là khoảng 10.100 tỷ. Nhưng mà chúng ta thấy là cái năng lực cho vay so với lại cái vốn chủ của VCI vừa rồi trong kỳ, VCI cũng đã có những cái hoạt động là tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên cái vốn điều lệ hiện tại là năng lực cho vay của VCI xấp chỉ khoảng 20.000 tỷ mà mới cho vay được có gì có 10.100 tỷ thôi, như vậy là mới cho vay được khoảng hơn một nửa về cái năng lực cho vay. Nhưng cái phần này thì trong thời gian tới thì sẽ được bổ sung rất nhiều vào cho nhà đầu tư cá nhân hoặc là cho nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy năng lực cho vay của VCI vẫn có khả năng tăng trưởng tiếp trong thời gian tới, thì đây là một trong các yếu tố cũng khá là tích cực đối với cổ phiếu này. Và chúng ta cùng xem đối với hoạt động tự doanh của VCI thì cầm rất nhiều các cổ phiếu mà chúng ta đánh giá là các cổ phiếu chất lượng khá cao, cụ thể là có KDH, PNG, IDP. IDP thì khoản lãi khá là kỷ lục, lãi hiện hiện tại là đánh giá trên này tăng đã lên 1.700 tỷ đồng và KDH là 273 tỷ đồng. Ngoài ra có các cổ phiếu như STB, FPT, TDM vân vân và các cái khoản khác như trái phiếu thứ, thì hầu hết các khoản này thì tổng với giá trị chênh lệch đánh giá tăng lên tới 2.700 tỷ đối với các cái khoản này. Và các cái khoản mà VCI đầu tư kể từ cái giá mua so với giá thị trường thời điểm mà kết thúc 30/9 thì chúng ta thấy là gần như là hầu hết là tăng, chưa kể từ thời điểm 30/9 đến bây giờ đúng không? Thì các cổ phiếu nhóm banh cụ thể như STB này vừa rồi cũng có phiên tăng mạnh nhưng mà đây giá trị không có nhiều, có hơn 500 triệu không có nhiều, còn lại chủ yếu là các cổ phiếu khác thì chiếm tỷ trọng cao. Thì trong từ tháng 9 đến bây giờ thì chúng ta thấy là các cái nhóm này cũng đều tăng khá là tốt. Như vậy cái danh mục VCI, danh mục tự doanh của VCI thì đâu đó thì hiện tại so với lại thị trường thì là các cổ phiếu mà khá là khỏe và chất lượng, thì chúng ta đánh giá cái chỉ tiêu này khá là tích cực. Rồi trở lại với công ty khác ngoài VCI, chúng ta có HCM cũng vừa ra báo cáo. Thì HCM thì đối với lại cái nghiệp vụ môi giới chứng khoán thì mặc dù là cái thị phần có tăng nhưng chúng ta thấy là cái doanh thu về cái nghiệp vụ môi giới chứng khoán này cũng giảm một chút, không đáng kể, 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên là so 9 tháng đầu năm nay so với năm ngoái cũng tăng trưởng khá là tốt. Năm nay đạt 661 tỷ và năm ngoái thì có gì có 496 tỷ thôi. Như vậy tăng trưởng tính 9 tháng thì cũng tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy là cái mảng này đánh giá vẫn là tích cực. Còn đối với cái mảng khác như tài sản tài chính thông qua ghi nhận lãi lỗ tăng trưởng 55%, các khoản cho vay phải thu tăng trưởng 64% và tổng doanh thu hoạt động là tăng trưởng 38%. Nên như vậy là cái khoản cho vay của HCM luôn luôn là con số tăng trưởng khá là ấn tượng. Đâu, tăng trưởng 64% so với cùng kỳ. Thì của VCI vừa nãy chúng ta soi chúng ta thấy là cái khoản cho vay phải thu VCI tăng trưởng 17%. Nhưng mà nhìn của HCM tăng trưởng tận 64%. Như vậy HCM luôn luôn là một trong các công ty mà có cái tỷ suất cho vay khá là tốt, năng lực cho vay khá là tốt. Còn đối với lại cái dư địa cho vay tiếp theo trong các quý tới thì có còn hay không, chúng ta thấy là lũy kế 30/9 là cái giá trị cho vay của HCM đã lên đến con số 19, hơn 19.000 tỷ và đầu năm là có 12.000 tỷ. Như vậy là cái vốn chủ của HCM 10.000 tỷ thì vay maximum được khoảng 20.000 tỷ con số này lên 19. Như vậy dư địa thì chúng ta còn dư không có nhiều, thì theo cái kế hoạch lộ trình thì HCM và một số công ty liên quan khác có thể sẽ tiếp tục tăng vốn nữa trong thời gian tới, tăng vốn điều lệ nữa trong thời gian tới để bổ sung thêm nguồn vốn điều lệ, từ đó mà nâng cao cái năng lực cho vay trong thời gian tới. Đây là một cái điểm mà có thể là cái key mở đối với các công ty chứng khoán ở trong cái thời gian này, cụ thể là HCM và VCI vẫn có khả năng các công ty này sẽ tiếp tục tăng vốn tiếp trong thời gian tới đây để bổ sung năng lực cho vay. Và vừa rồi chúng ta soi VCI chúng ta thấy là cái hoạt động cho vay này đối với nhà tư nước ngoài thì gần như chưa có, gần như con số này là bằng không, bằng không. Nên là trong thời gian tới về cái năng lực cho vay ngoài nhà tư trong nước tăng thêm thì còn có phần là cho vay của nhà tư nước ngoài nữa, nên là khả năng cao các công ty này sẽ tiếp tục cái game mà tăng vốn điều lệ trong thời gian tới. Và vừa so sánh hai công ty như công ty HCM và VCI thì chúng ta thấy là về PE hai công ty này cũng ngang ngang nhau quanh ngưỡng 18 19, đây là ngưỡng mà gì nói chung là không phải rẻ nhưng mà không phải quá cao so với một số công ty khác ở trong và so với các cái thời điểm trước nữa. Nơi thời điểm trước có thời kỳ chúng ta thấy là cái PE nó lên khoảng hai mấy hoặc ba mấy, những thời điểm này thì còn đâu đó khoảng dưới 20, khoảng 18, 19. Đây cũng không phải là mức này thì cũng không phải là mức rẻ nhưng mà cũng không phải là mức quá cao ở trong cái thời điểm này. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta canh các cái điểm vào đối với hai các cổ phiếu này để thể hiện là hai cổ phiếu mà trong nhóm chứng khoán to đang là vượt trội hơn cả so với lại các công ty chứng khoán khác như MBS hoặc như VND,
ngay cả SI bị cái thị phần bị tụt giảm khá là nhiều, còn các khoản khác về tự doanh thì SI không phải là những SI tự doanh về về các khoản trái phiếu hoặc là các chứng chỉ tiền gửi nhiều thôi, chứ còn về tự doanh đánh đấm cái thứ thì HCM, VCI là các cái đại diện cho các nhóm mà tự doanh rất là cao và gì tính đầu cơ rất là cao đối với hai cổ phiếu này. Nên là trong một quá trình mà thị trường mà tăng thì hai cổ phiếu này thể hiện được sức bật tốt hơn và gì nó nhanh hơn rất nhiều so với lại SI. VND, VND thì chưa ra báo cáo thì chúng ta cùng xem, đợi ra báo cáo chúng ta cùng đánh giá lại. Còn một số cổ phiếu khác như MBS thì đoạn trước chúng ta đã đánh giá rồi. Đối với MBS thì quý này cũng một số các điểm trừ đúng không ạ, doanh thu tăng rất là nhiều nhưng mà lợi nhuận tăng có 7% thôi, mà hiện tại thị phần môi giới của MBS quý này bị tụt giảm khá là nhiều. Ngược lại với VCI đúng không, VCI thị phần môi giới tăng trưởng khá là tốt, tăng 14% ở kỳ này và 4% tính trung bình cả 9 tháng. VCI tính kỳ này thì giảm một chút nhưng mà so với 9 tháng năm nay so với năm ngoái thì tăng trưởng rất là khá. Đó là cái hoạt động môi giới, nghiệp vụ môi giới. Như vậy là cả HCM cả VCI thì chúng ta thấy là cái hoạt động tăng trưởng đều ở tất cả các mảng, kể cả mảng cho vay tự doanh, mảng môi giới lẫn là các cái mảng khác. Đây là một trong các cái đánh giá khá là tích cực và hai công ty khoán tốt đầu của chúng ta hiện nay, đó HCM về VCI. Còn về thị phần thì các bạn vừa xem rồi, cũng là hai công ty mà đối với VCI và HCM là các công ty mà đang tăng trưởng về thị phần khá là tốt mà hiện tại bây giờ vẫn tiếp tục quá trình là gì tăng lên. So với nhiều công ty khác thì đang giảm nhưng hai công ty này thì vẫn tiếp tục còn tăng lên, và dự phóng trong thời gian tới hai công ty vẫn tiếp tục là chiếm lĩnh thị phần và vẫn tích cực ở trong nhóm chứng khoán to. Ok, đây là cái phân tích về hai cổ phiếu HCM và VCI. Thì về kỹ thuật thì các bạn thấy là đối với cổ phiếu như HCM trong thời gian qua cũng đã trải qua một thời kỳ khoảng một tháng tích lũy và điều chỉnh đấy, còn dạng trước cũng cái đoạn này cũng tương tự gần một tháng, đoạn này chúng ta được khoảng một tháng rồi, nên khả năng thời gian tới thì nó có sẽ có chiết khấu rung lắc thêm một chút ở cái vùng này, và canh 30 là cái vùng mà 29-30 có thể là cái vùng mà vùng đón chúng ta trong cái nhóm cổ phiếu mà điều chỉnh về đây. Đấy, điều chỉnh về vùng 29-30 thì mình nghĩ là cái cơ hội vẫn còn đối với cổ phiếu HCM, mặc dù là đã có một số các nhịp tăng ở trong thời gian trước nhưng mà VCI bên cạnh đó chúng ta có cổ phiếu VCI đúng không, VCI cũng đang có quá trình điều chỉnh khoảng 2 tuần trở lại, bắt đầu thì sau một cái nhịp tăng bắt đầu khoảng 2 tuần điều chỉnh, và khả năng cổ phiếu này nếu trong trường hợp mà nó tích lũy được ở trên cái vùng 30 năm 35.5 này thì cái vùng này đang là vùng đỡ giá, có thể nó sẽ hình thành cái đáy hai nó dạng như này, đáy hai dạng với kép như này. Đây là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai, nếu mà test giá tốt mà sâu nữa về cái vùng 34 thì đây là cái vùng mà vùng gom tuyệt vời nhất của chúng ta là vùng 34 các bạn nhé. Nhưng mà khả năng cao là gì, cái vùng 34 sẽ rất khó, cái vùng 34 mình đánh giá khả năng nó chỉ loanh quanh cái vùng khoảng 35 thôi. Mà trong trường hợp nếu điều chỉnh về cái vùng khoảng 34 này thì cái vùng 34 đến vùng 35 này thì vẫn là cái vùng mà vùng gom chúng ta cho một cái nhịp mới trong thời gian tới. Nên các bạn chú ý cổ phiếu này cũng như cổ phiếu VCI có thể là cổ phiếu mà tâm điểm chúng ta cái kỳ tới ở quanh cái vùng giá khoảng 34 đến vùng giá 35, thì đây là cái vùng hợp lý có thể là có giá tốt để chúng ta mua vào các cổ phiếu này. Ok, là chúng ta cùng trở lại VN trong cái tuần giao dịch tới đây đúng không? Ngoài hai cổ phiếu ra thì có SC cũng là cổ phiếu mà trong nhóm công nghiệp đánh giá cũng khá là tích cực, bởi vì dòng tiền bắt đầu có tín hiệu là vào và cổ phiếu này là đã bứt thoát khỏi và cái trend sideways trong thời gian vừa qua khi bứt thoát cái vùng giá 38 các bạn nhé, đã bứt thoát được trên vùng giá 38 này và đã gì phá cái kênh này, cái kênh sideways về về kể cả về ngắn hạn lẫn trung hạn cái thứ này, kênh sideways thì phá vùng giá này và hiện tại đã xác nhận cái trend tăng. Nên là trong thời gian tới cổ phiếu này mà gì có tích lũy và test lại cái vùng giá khoảng độ 38 đến 38.5 thì đây là cái cơ hội mà hoặc là cái vùng mà các bạn có thể gom vào cổ phiếu này. Thì cổ phiếu này cũng có cái điểm nhấn và một số cái việc để trong cái báo cáo quý vừa qua thì chúng ta thấy là SC ra báo cáo quý 3 thì về doanh thu thì giảm so với cùng kỳ 21%. Tuy nhiên là chúng ta thấy là cái giá vốn này rất là thấp và cái biên lợi nhuận gộp tăng từ 40 đến 52%, do giá vốn là giảm nên cái biên lợi nhuận gộp đã đẩy lên rất là cao trong thời gian trong quý này. Và chúng ta nhìn thấy quý này doanh thu giảm là một phần là đến từ cái doanh thu từ cái quỹ cho thuê đấy, từ cho thuê đất nó bị sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Thì tuy nhiên là chúng ta thấy là cũng một số các cái kỳ vọng mà chúng ta có thể kỳ vọng ở độ cổ phiếu này trong thời gian tới, đó là về các danh sách mà các cái dự án đầu tư tại khu công nghiệp Châu Đức thì có rất nhiều các dự án thì đã được gì bàn giao trong năm nay, do đó là trong quý 1, quý 2 và trong năm tới 2025 cũng có rất nhiều các quỹ được bàn giao tiếp theo cho nhà đầu tư. Đấy, ví dụ như là chúng ta thấy là nhà máy Innogic Chipot này,
bàn giao quý 3 này, các cái nhà máy sản xuất điện tử Sen Minh này, quý 1 đúng không? Quý 1, quý 2 cũng có 1 2 3 4 nhà máy, và quý 3 có Electric 5 6 nhà máy được bàn giao trong thời gian vừa qua. Và tiếp theo nữa là các cái tỷ lệ lấp đầy đối với lại ở khu vực Vũng Tàu, thì chúng ta cũng thấy là đối với lại các cái dự án hiện hữu như Bình Xuân những cái thứ là gần như là lấp đầy hoàn toàn rồi, nó không còn quỹ đất để cho thuê nữa. Còn lại thì ở Châu Đức thì hiện tại thì tỷ lệ lấp đầy mới khoảng năm trên dưới 50% một chút, và một số khu khác như Cái Mép này, Mỹ Xuân B1 Đại Dương hoặc là khu nghiệp Đất Đỏ 1, đây là một số dự án còn quỹ đất thôi, chứ còn gần như là toàn bộ các cái dự án hiện hữu ở Đông Xuân, Phú Mỹ, rồi thì Mỹ Xuân A, A2, B1 vân vân thì đều là không còn quỹ đất cho thuê nữa. Nên cái tiềm năng cho thuê trong thời gian tới đối với lại khu nghiệp Châu Đức là thứ nhất, và cái thứ hai nữa là cái giá ở khu nghiệp Châu Đức này so với các vùng khác bây giờ hiện tại cũng rất là rẻ, bây giờ khoảng 80 đô thôi, trung bình khoảng 80 đô, nhưng mà chúng ta thấy ở Bình Dương thì đã lên đến khoảng 140-160 rồi, và rất là đắt, Hồ Chí Minh còn hơn 200 đô, giá thuê rất là cao, nên đây là cái lợi thế. Và sau khi cả Cái Mép nó được hoàn thiện đúng không, thì một loạt các cái ưu thế cũng như là các cái lợi thế liên quan đến khu nghiệp Châu Đức này sẽ kỳ vọng là thúc đẩy cổ phiếu này có thể tăng trưởng và tăng giá trong thời gian tới, cụ thể sau năm sau. Và chúng ta thấy một loạt các cái tuyến đường cao tốc trong thời gian tới đây cũng sẽ được xây dựng và hoàn thành và chạy qua khu nghiệp Châu Đức, thì bao gồm cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đúng không, cầu Phước An, đường 91, rồi đường Long Sơn Cái Mép, vành đai 4, rồi vân vân, đó là một loạt các tuyến đường, rồi đường nâng cấp của cái đường Hội Bài, Châu Pha, Đà Bạc, Phước Tân, là các, nói chung là rất nhiều các đường, các tuyến đường mà kết nối với lại xung quanh khu nghiệp và đi qua Vũng Tàu này, xung quanh khu nghiệp Châu Đức và đi qua Vũng Tàu. Và đây là một trong những cái thông tin mà chúng ta cũng cần lưu tâm khi mà các lợi thế xung quanh khu nghiệp Châu Đức. Và do đó thì chúng ta thấy là đối với Châu Đức thì ngoài các cái quỹ đất và ngoài quỹ đất ra đúng không, ngoài giá thuê vẫn còn khá là cạnh tranh so với khu nghiệp khác, thì chúng ta thấy là trong thời gian tới thì còn có khu dân cư Châu Đức nữa. Khu dân cư Châu Đức trong thời gian cũng tiếp tục sẽ được triển khai và bàn giao các đoạn tiếp theo. Thì trong cái năm vừa qua thì chúng ta thấy là bàn giao đoạn 1 và chúng ta còn đoạn 2, đoạn 3 vân vân, còn rất nhiều giai đoạn để các bạn quan sát trên màn hình dưới đây thì cũng có thể thấy là rất nhiều các cái block đã được xây dựng và tiếp tục xây dựng và dự kiến đưa bàn giao bán hàng trong thời gian tới, thì cái nguồn này sẽ dự kiến là sẽ được bổ sung vào doanh thu của SC trong thời gian tới. Còn về kỹ thuật thì chúng ta thấy là đối với SC đã bứt thoát cái vùng 38.4 và tích lũy suốt khoảng độ 2 tháng vừa qua, và về bứt thoát thì dự phóng những cái target của cổ phiếu này trong cái nhịp này nó cũng sẽ trở lại vùng đỉnh cũ ở quanh ngưỡng 45, mà hiện tại bây giờ giá khoảng 38-39 nên có điều chỉnh trở lại cái vùng khoảng 385 đến 385 lùi chẳng hạn, thì đó là cái vùng mà các bạn hoàn toàn có thể gom hoặc tích lũy ở trên cái vùng 38-39 này, các bạn có thể gom cho một cái chu kỳ mới. Thì đánh giá cổ phiếu này cũng có các cái điểm nhấn mà cũng có khá là tích cực và có yếu tố dòng tiền bắt đầu tham gia trở lại đối với cổ phiếu này. Đây là cái cổ phiếu mà trong nhóm khu công nghiệp là các bạn cũng có thể là các bạn để ý và quan tâm. Ok, các cổ phiếu khác trong nhóm khu công nghiệp DTD này, KBC này, IDC này, VGC, nói chung là nhìn có EAC này có vẻ là cải thiện hơn cả, còn KBC thì các bạn này ở vùng này nếu mà quanh 27 sát 27 cũng có thể các bạn canh con được cũng được, cũng ok. Nhưng mà EAC là cổ phiếu mà có các cái điểm kỳ vọng, những phân tích cho mọi người như vậy. Rồi chúng ta cùng trở lại các cổ phiếu thuộc nhóm ngành banh là cổ phiếu mà tâm điểm hút tiền trong thời gian này. Như phân tích các bạn trong cái tuần vừa qua thì đối với các cổ phiếu nhóm banh và điển hình là Tiên Phong Banh hoặc STB là hai cổ phiếu mà team đã khuyến cáo các bạn trong cái thời gian vừa qua, cũng như phân tích cho các bạn trong thời gian, ưu tiên cho các bạn trong thời gian vừa rồi. Và team nhắc chúng ta rất là nhiều, đây là các cổ phiếu có dòng tiền rất là khỏe và rất là tốt trong thời gian này. Đối với Tiên Phong Banh thì hôm vừa qua thứ năm thứ sáu là hai phiên nổ, và thứ sáu thì trở lại cái vùng 18. Tuy nhiên là cái vùng 18 chúng ta lại một lần nữa thì không vượt qua ở cái vùng 18. Nên là trong thời gian tới thì chúng ta thấy Tiên Phong Banh có thể sẽ có một hai phiên rung lắc tích lũy đây và sẽ tiếp tục tăng ở trong thời gian tới. Bởi vì là cái chen trung hạn của tuần, chen tuần đối với cổ phiếu như Tiên Phong Banh ở đây là đã bước vào các cái nhịp tăng về tuần rồi. Ở đây là 4 tuần chúng ta thấy là tăng có nhịp và hơi dướn, nên trong trường hợp mà cổ phiếu có bị rũ lại các bạn nhé, có rũ lại như này thì chỉ là rũ trong một quá trình tăng mà thôi. Nên rất nhiều cái cổ phiếu mà các bạn thấy là tăng dạng tăng dướn như này thì sau đó 4, 5, 6 tuần nó đều có các tuần mà nó rũ lại như này, nhưng mà sau đó tiếp tục tăng bởi vì nó là một chen tăng. Còn ngắn hạn thì có thể xuất hiện các phiên rũ, nhưng mà dự phóng cái kịch bản của Tiên Phong Banh thì khả năng cao là sẽ tích lũy ở trên vùng khoảng 17 năm. Đấy, 17 năm và tiếp tục có tích lũy đây, sau đó tiếp tục tăng tiếp trong thời gian tới khá là cao. Đó là về Tiên Phong Banh, chất tháng mới nữa. Sang tháng thứ hai tăng rồi, như vậy là đối với cổ phiếu banh này không những về
trên ngày, trên tuần và trên tháng cũng đang ủng hộ một xu hướng tăng và mới vào xu hướng tăng. STB cũng có hai phiên nổ liên tiếp ở trong thời gian vừa qua. Đây là cái dự phóng cho các bạn này, cái kênh mà dự phóng cho các bạn trong cái thời gian này. Nên là đối với trung hạn mà nói thì chúng ta thấy là vụ tuần này cũng là tuần vừa rồi cũng là tuần thứ ba của STB tích lũy, thì trạng thái cũng hao hao cổ phiếu này Tiên Phong Bank, và đối với các cổ phiếu như STB và cổ phiếu Tiên Phong Bank đều là các cổ phiếu mà đã bứt thoát thì về tăng về các cái trend trung hạn. Nên trong ngắn hạn đối với các cổ phiếu này có rung lắc thì là chỉ là các cái rung lắc mang tính ngắn hạn các bạn nhé. Nếu cổ phiếu này trong STB này rung lắc về cái ngưỡng mà 3-4-6 thì khoảng quanh 3-4 mà dưới 3-5 là hoàn toàn, mà nếu mà tích lũy được ở đó mà rung lắc chỉ về cái ngưỡng khoảng 3-5-3-4-6 thôi thì đó có thể là cái vùng mà các bạn tiếp tục mua thêm được đối với cổ phiếu này trong thời gian tới. Các cổ phiếu bank khác như Techcombank đúng không, cũng đang theo cái mô hình dự phóng của chúng ta. Hiện tại đây là sau khi tiệm cận phiên vừa rồi có phiên nổ lên vùng 247-25 sát, nhưng mà bị rụt lại, điều chỉnh lại một chút về cuối phiên ngày thứ sáu. Tuy nhiên là cái trạng thái này thì vẫn là trạng thái tích lũy để gì chuẩn bị cho một cái nhịp tăng như này trong thời gian tới thôi. Đó là đối với lại Techcombank, đối với ACB tương tự đang sau đây trong mô hình, nhưng mà khả năng cao phá mô hình rất là cao trong cái tuần sau các bạn nhé. Đây là cái mô hình dao động bắt đầu là dao động hẹp dần rồi. Thì chúng ta nhìn thấy cái chart VN30 so với chart VN Index trong thời này thì đều là các cái dạng là mô hình dao hẹp dần. Cụ thể là đối với VN30 thì đối với tuần, các bạn nhìn được khung tuần thì đã có 3 tuần tích lũy. Về trạng thái tích lũy của VN30 thì cũng hao hao trạng thái của Techcombank và STB. Nếu các bạn nhìn về STB đây cũng có 2-3 tuần tích lũy và sau nó vượt rất là mạnh. Và đối với lại VN30 cũng tương tự đang là tuần thứ 3 tích lũy, và khả năng cao thì chúng ta sẽ có những các tuần mà nó bùng nổ ở phía sau. Đó là đối với VN30 đúng không? Còn ngắn hạn VN30 thì chúng ta thấy là đây có một đáy này, ở đây có cái đáy thứ hai. Và đây là gì? Các khoảng dao động đang tắt dần, đang cao dần, khả năng nó như này và nó tăng trong thời gian tới khá là cao. Đây là về chung về người chắt ngày, và đồng thời là gì? Chắc tuần cũng tích lũy khá là tốt đối với VN30. Nên trong thời gian tới thì dự phóng kịch bản đối với mọi người sẽ tiếp tục tăng. Còn VN Index thì nó vẫn dự phóng theo kịch bản này thôi đúng không? Sideways 127 lên 129x, và sau đó sẽ là cái dạng sideways hẹp dần, tắt dần như này. Nên trong thứ hai thứ ba có thể tiếp tục hồi như này, cho nên hẹp dần, ra hẹp dần như này, sau đó tăng tiếp trong thời gian tới. Đây là cái kịch bản dự phóng cho ông ta, kịch bản ưu tiên. Còn các cổ phiếu khác như ACB vừa phân tích đúng không? CTG cũng đang tích lũy quanh vùng 36. MBB cũng tương tự như vậy, gần giống cổ phiếu là ACB. Đúng, cũng nhăm nhe vượt đỉnh, và MB cũng tương tự, hôm vừa rồi có phiên vượt nhưng không thành công, vượt ở 26 này, dưới đến 26, gặp đúng kháng cự 26 không vượt qua. Tuy nhiên là quá trình test này thì cũng không đáng ngại các bạn nhé, test này với bond cũng khá là thấp, không đáng ngại trong thời gian tới dự phóng các cổ phiếu mà nó chưa chạy trong nhóm bank, chưa chạy mạnh nhưng phải chưa chạy. Với cổ phiếu này thì MB, ACB vân vân thì nó là sẽ là các cổ phiếu mà này có tăng cho nhịp sau. HDB có vẻ cân bằng quanh vùng 27. VIB lên vùng kháng cự, đấy rất nhiều cổ phiếu bank lên vùng kháng cự thì bị bán ngược trở lại, và đây cũng là cái kịch bản dự phóng cho bạn trong cái tuần vừa rồi, tức là hoàn toàn các cổ phiếu bank thì có thể hồi lên các kháng cự trên hoặc các đỉnh trên, sau đó thì quay trở lại quá trình tích lũy này, sau đó tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đó là VIB, BID biết các thứ thì cũng tương tự như vậy, rất nhiều cổ phiếu bank thuộc dạng VN30, nhóm VN30 đang có quá trình tích lũy ở trên vùng này khá tốt, mặc dù một phiên rung lắc nhưng mà không ngại lắm cái khoản rung lắc này đối với cổ phiếu nhóm bank. Thì các cổ phiếu khác nhóm bank BBB, cổ phiếu nhỏ này cũng ok này, đấy cũng nhìn có vẻ là trạng thái tích cực trở lại rồi. Còn VPBank thì vùng này khá cao và có vẻ là phân kỳ các bạn nhé. Đối với VPBank thì cổ phiếu chạy khá mạnh trong một thời gian vừa qua ở các cái tuần trước và đã tiệm cận các cái vùng mà có tín hiệu phân kỳ trong ngắn hạn, như vậy rất có thể là cổ phiếu như VPBank này thì nó ở cái đoạn này nó sẽ chững lại, và hoặc là cái vùng 21 này, 20-21 thì nó sẽ chững lại và nó tích lũy hoặc là bước vào một cái nhịp điều chỉnh nhẹ. Đối với cổ phiếu này có thể nó về đây nó tích lũy như này, tích lũy cứ sideways down nhẹ dần giảm dần này, sau đó nó tăng ở nhịp sau các bạn nhé. Giống một số cổ phiếu khác như của HCM. Đây, chúng ta chuyển sang các cổ phiếu nhóm chứng khoán. HCM chúng ta cũng vừa phân tích rồi đúng không? Đây là trong nhịp trước nó tăng một nhịp khá dài, nhịp này tích lũy được một tháng, như vậy chúng ta có thể hoàn toàn đón quanh cái vùng khoảng 29 cộng hoặc là gì cái vùng 30 lùi chúng ta nên quan tâm. VCI tương tự như vậy, VCI cũng đang giao dịch trong mô hình mà nó diễn biến giống ở các cái đoạn trước đó. Thì ở đây là cái mô hình mà sideways down nhẹ trong ngắn hạn, nhẹ thì khả năng cao thì nó sẽ dự phóng này, nếu có hai vùng, một là vùng 35, hai là vùng đáy dưới ở 34 này cộng này. Tóm lại là nếu test được 35 thì tốt, còn nếu không lùi cái vùng 34 cộng này thì cái vùng 34-35 là cái vùng mà các bạn
có thể gom vào trong các cái nhịp mới, cổ phiếu này cũng ok. Đó là đối với VCI. Các cổ phiếu khác trong nhóm chứng khoán MBS này, MBS thì đang có tín hiệu chứng lại cân bằng, chưa có tín hiệu rõ ràng vấn đề tạo đáy, chúng ta cùng theo dõi thêm một vài phiên nữa. VDSI, VDSI thì tín hiệu nói chung là hai cổ phiếu, hai cổ phiếu chạy sau trong nhóm chứng khoán thì vẫn chưa là xác nhận trở lại một cái xu hướng tăng mạnh mẽ với dòng tiền trở lại mạnh. Đối với hai cổ phiếu này thì tạm thời chúng ta ưu tiên các cổ phiếu hàng đầu, đúng không? Theo dõi và ưu tiên các cổ phiếu hàng đầu HCM, VCI, rồi thì hai cổ phiếu này hoặc SSI. Cái này thì chờ đợi quá trình nó test về ngưỡng 27, các bạn 27 các bạn xem quá trình test này ổn thì chúng ta thể tham gia, còn chưa ổn thì chúng ta theo dõi tiếp. Các nhóm chứng khoán nhỏ như BSI cũng đang sideways quanh vùng 50-51. FTS nếu test thành công vùng 50 cộng có thể nó sẽ bứt thoát trở lại trong thời gian tới. CTS này, AGR này, VIX này, đấy, đang VIX đang tích lũy thôi. Còn nhóm khác như nhóm bất động sản DXG, DXG là cái cổ phiếu mà hôm trước mình đã dự phóng mà nếu tiếp tục tăng, nếu tiếp tục tăng thì nên cái vùng đỉnh cũ này sẽ tiếp tục bị bán để các bạn chờ đợi quá trình nó test. Thì hôm thứ sáu vừa qua là một quá trình test với hỗ trợ khoảng 15.7 các bạn nhé. Trong các phiên tới hoặc phiên tuần sau nếu test về 15.7 áp lực bán thấp thì bây giờ chúng ta mình xem xét. Chúng ta có thể là chúng ta quan tâm. PR đang gặp vùng kháng cự quanh 20-21 thì cũng tương tự vậy thôi, có thể nó sẽ quay trở lại test đáy hai, nếu test thành công đáy hai thì chúng ta mới có vùng mới. DG hao hao đúng không? Sell tương tự như Nam Từ Liêm, trong nhóm này cũng cổ phiếu Nam Từ Liêm vẫn là cổ phiếu mà mình đề cập các bạn rất là nhiều và phân tích cũng như view cho bạn là cổ phiếu này là về an khá là an toàn so với một số cổ phiếu khác. Thì vừa rồi có một phiên mà sau phiên bùng nổ nó test nhẹ lại thì chúng ta hoàn toàn có thể canh quanh cái vùng mà sát 22. Đây sát 2 này các bạn có thể canh vào cho một cái nhịp mới như này. Cái vùng 22 nếu test tiếp phiên thứ hai hoặc là nó đi ngang quanh vùng 22 này thì đây là cái vùng mà có thể nó sẽ giống cái nhịp này các bạn này, giống nhịp này này. Đấy, có một vài phiên nó test tích lũy lại và sau đó có các phiên nổ, các bạn có thể để ý cổ phiếu này. Nam Từ Liêm thì cổ phiếu này có vẻ nó an toàn hơn rất nhiều so với cổ phiếu khác. HDC có vẻ là vùng 25 là vùng này thì cổ phiếu đã có xu hướng này thì test đáy hai quanh vùng 25 rồi. Nếu mà tiếp tục các phiên tuần tới mà nó tích lũy trên được cái ngưỡng này thì chúng ta để có thể để ý, đúng không? Rồi đó là một số cổ phiếu liên quan đến nhóm bất động sản thì chúng ta cùng xem các cái nhóm khác như nhóm công nghệ CTR 132 đang tích lũy quanh vùng 132, vùng này các bạn có thể quan tâm này. VGI đúng không? VGI tương tự vùng 66-67 có thể quan tâm để ý. VTP thì VB thì chạy cái nền này cũng là hơi dướn rồi, vì là nếu chúng ta mua canh các phiên mà có hai phiên test như này, vùng này nếu đang gặp cái kháng cự quanh 86-87, nếu vượt qua 86-87 có thể lên vùng 94-95 ở trên này cả nhà. Đó là VTP. FPT, FPT cũng đang tích lũy trở lại quanh vùng hỗ trợ 136-137, test thành công đây có thể nó sẽ quay trở lại vùng 104x trong thời gian tới. DGC, nhóm phân đạm hóa chất thì cũng chưa có thấy dòng tiền quay lại. DPM, DCM tương tự như vậy, cũng không khác gì cả. LAT, BFC, LAT có vẻ là bắt đầu có tín hiệu đáy hai nhẹ ở trong này nhưng mà phân kỳ cũng chưa rõ ràng lắm các bạn nhé. Thì nhóm này chúng ta theo dõi thôi. Nhóm P cũng tương tự như vậy, cũng theo dõi thôi. Nhóm P với phân đạm thường hay đi với nhau nên là nó chưa có tín hiệu xác nhận dòng tiền quay lại thì chúng ta tạm thời chúng ta theo dõi tiếp các cái nhóm này. Như vậy là nhóm thép xem nào, HSG cũng chưa có đáy này, HNKG tương tự, HPG, có HPG thì có vẻ sẽ giống VCI, các bạn có thể để ý VCI chắc của HPG khả năng sẽ giống quá trình đi của VCI kiểu như này hoặc của SI như này. Đấy thì các bạn cứ để ý hai cổ phiếu này thì vận động như nào thì HPG khả năng sẽ vận động tương tự. Và quá trình nó cần quá trình bó ben nên trong quá trình rung lắc điều chỉnh đây thì với lại hỗ trợ quanh 26 đến 26.6, 26.5 thì đó là cái vùng hỗ trợ đối với cổ phiếu HPG trong thời gian tới. Thì nhóm này thì cũng là đang tích lũy chính, nhóm thép đang tích lũy chính thôi, chưa có dấu hiệu gì nó nổi trội so với lại các cổ phiếu khác. Rồi chúng ta cùng soi các cổ phiếu tiếp theo nữa, ngoài các cổ phiếu thuộc nhóm banh chứng thép bất động sản thì chúng ta có cổ phiếu thuộc nhóm, thử xem nhóm cao su này. GVR đang xoay quanh nền quanh 35+36, nói chung là cái vùng nền này khả năng cao này, cái phiên vừa qua này có phiên kéo bứt thoát, tuy nhiên cuối phiên bị bán ngược. Đây là cái tín hiệu mà chúng ta thấy là tín hiệu rung lắc cùng với VN thị trường, nhưng mà quá trình tích lũy GVR chúng ta thấy là đã bước vào các quá trình tích lũy, là gần như nó cuối quá trình sideways rồi, khả năng nó bứt thoát chỉ một vài phiên nữa thôi, đúng không? Khả năng cao sẽ là như vậy các bạn nhé. DPR thì chen này sideways down nhẹ,
Đấy, các nhóm bán lẻ như DGV kép xem nào, chưa vượt được cái ngưỡng khoảng 46. Đối với DGV kép phải vượt 46 thì mới ok, còn chưa vượt 46 dòng tiền chưa quay trở lại, chúng ta theo dõi. MVFG vẫn đang tích lũy, nhưng mà tích lũy được ở trên cái vùng khoảng 65 cộng này thì ok, vượt 66 thì sẽ ổn trở lại. Đối với MVFG đúng không? P&G chưa xác nhận đáy rõ ràng. Như vậy nhóm bán lẻ thì có MVFG đang có vẻ tích cực hơn DGV kép. DGV kép thì tín hiệu chưa rõ ràng, hoặc nhóm này có PET, PET vừa rồi có mấy phiên tiền vàng. Đấy, 2 3 phiên thì cứ nổ một phiên điều chỉnh, hai phiên phiên này nổ thì điều chỉnh hai phiên thứ hai, nếu tiếp tục là gì? Là một phiên rung lắc điều chỉnh thì các bạn có thể bắt thì cộng được. Đây một phiên như này xong rồi tiếp tục mà nó tăng. Đấy, tăng như này thì ok. Được chưa? Ok. Ok, đây cũng là bản tin phân tích view cho bạn VN trong cái tuần giao dịch tới và đưa ra một số các cái chiến lược nhận định cũng như là view cho bạn các cổ phiếu hoặc là phân tích một số cổ phiếu cho các bạn có thể quan tâm trong một cái chu kỳ mới, nhịp mới và các điểm mua mới, để được cập nhật tư vấn một cách nó sát sao cụ thể hơn thì các bạn có thể liên hệ với số Zalo của mình để được vào team khách hàng để được hướng dẫn cũng như là view cho ông ta các điểm mua, cập nhật ta các chiến thuật giao dịch hàng ngày cũng như là điểm nhấn về dòng tiền, tập trung cũng như đi vốn vào các cổ phiếu mà chủ động nhất, khỏe nhất trong thời gian này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.